Đứa con tự kỷ. Đi ra nào Bon, vào nhà thôi con. Bon nghe thấy mẹ nói không nào? Chúng ta về tới nhà rồi, xuống khỏi xe đi con. Chào chị, tôi là Flora. Tôi mới chuyển tới bên cạnh nhà mình. Rất vui được làm hàng xóm với chị ạ. À, cô là hàng xóm mới của tôi hả? Tôi cũng định gặp để nói với cô thế này. Từ khi cô về đây, thỉnh thoảng ban đêm tôi lại nghe thấy tiếng gậy lộc cộc bên ngoài cửa sổ. Tiếng động đó làm vợ chồng tôi bị thức giấc đấy. Cô có nghĩ rằng như thế là đang làm phiền tới người khác hay không? Dạ xin lỗi chị, bố của tôi bị mắc chứng mộng du. Chính vì thế mà ban đêm ông thường thức dậy và đi ra ngoài. Thời điểm này thời tiết thay đổi thôi, bố tôi sẽ đỡ, mong chị thông cảm giúp cho. Ban ngày tôi đã mệt mỏi vì chăm sóc cậu con trai của mình. Thằng bé bị tự kỷ cho nên tôi thường tất bật suốt cả ngày. Ban đêm tôi muốn được ngủ ngon giấc. Cô có thể gắn đế cao su vào chiếc gậy của bố cô mà, như thế sẽ đỡ phát ra tiếng kêu. Tôi thấy chuyện này đâu có gì khó khăn tới mức không thể làm nổi đâu. Dạ vâng ạ, tôi sẽ tìm cách khắc phục. Cho dù là cách nào thì cô cũng phải làm ngay đi, không nên để phiền tới người khác như thế nữa. Dịp nghỉ này mẹ con mình sẽ tới nhà bà ngoại chơi một tuần. Ở đó có biển, con sẽ thích lắm. Không khí ở đó cũng rất dễ chịu. Mẹ hy vọng con sẽ có một kỳ nghỉ thoải mái. Bon, không có nghịch nữa. Nếu con làm mọi thứ lung tung lên thì chúng ta sẽ phải dọn dẹp đấy. Nếu thế thì chúng ta sẽ muộn chuyến bay mất. Nghe mẹ này Bon. Mẹ đến kiệt sức vì con mất Bon ạ. Đi sát vào mẹ nha Bon. Chúng ta còn phải làm các thủ tục trước khi bay nữa. Mẹ con mình vào trong thôi nào con. Cô Flora, cô là tiếp viên trên chuyến bay này ư? Chào chị. Chào Paul, rất vui được gặp hai mẹ con trên chuyến bay này. Thật trùng hợp, hai mẹ con tôi lại bay trên chính chuyến bay có cô hàng xóm mới làm tiếp viên. Dạ vâng ạ, thật tình cờ. Mời chị và cháu vào trong. Ghế của chị ở giữa của khoang đấy ạ. Chúc chị và bé có một chuyến đi vui vẻ. Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Sandufly. Chuyến bay 6A2 khởi hành từ Newfit tới Polo. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Sandufly. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp. Chuyến bay của chúng ta sắp cất cánh. Để đảm bảo cho chuyến bay được khởi hành an toàn, kính mời quý khách ngồi vào vị trí và thắt dây an toàn. Chị Emma, chị có thể cho bé Bon ngồi vào ghế và thắt dây an toàn giúp tôi có được không ạ? À? Chuyến bay chỉ có thể khởi hành khi tất cả hành khách đã thắt dây an toàn thôi chị. Bon, lại đây nào con. Con không thể chạy như vậy được đâu. Chúng ta cần phải ngồi vào chỗ. Không, Bon muốn chạy trên này cơ. Bon không thích ngồi đó, không thích. Thằng bé này nghịch ngợm quá. Vào chỗ ngồi nào Bon. Mọi người đang chờ đợi chúng ta đấy. Không, mình không ngồi, không thích ngồi. Chị cứ bình tĩnh dỗ cháu đi ạ. Mọi người có thể chờ mà. Bon, Bon à, nghe mẹ này. Nếu chúng ta không vào chỗ ngồi thì máy bay không thể cất cánh. Con có muốn chúng ta tới chỗ bà ngoại sớm không? Không, không ngồi đâu. Mình thích chạy cơ. Này cô, cả chuyến bay đang chờ mẹ con cô đấy. Mẹ con cô đã làm chúng tôi mất thời gian đấy. Thật là phiền phức mà. Tôi có việc rất quan trọng, không thể đến muộn được đâu. Cô hãy có cách nào nhanh chóng dỗ thằng bé bướng bỉnh ấy đi. Mẹ con cô đang gây phiền hà cho tất cả mọi người kìa. Ngoan nào Bon, nếu không mẹ sẽ phạt con đó. Ngồi vào chỗ đi.
không, không, con không ngồi vào chỗ, không đâu, bỏ ra. Dạ xin lỗi, cho tôi xin thêm chút thời gian để dỗ cháu có được không ạ? Tôi chỉ xin thêm vài phút thôi. Chúng tôi không thể nào chờ thêm được. Hai cô và thằng bé nghịch ngợm ấy phải rời khỏi đây để chuyến bay có thể cất cánh đi. Đúng rồi đó, thật là phiền phức. Hai mẹ con cô nên xuống đi, đừng để mất thời gian của mọi người. Paul, con có nghe mẹ nói không? Paul, xin quý khách hãy cho mẹ con họ thêm vài phút. Trong lúc này, tôi sẽ phát nước cho quý khách ạ. À, nước của quý khách đây ạ. À, Paul à, nếu con không nghe lời mẹ, mẹ con mình chắc phải rời khỏi đây để máy bay có thể cất cánh đấy. Con có muốn thế không? Không. Paul, con thật là bướng bỉnh. Về chỗ ngồi ngay cho mẹ. Không, không mà. Cô Flora, có lẽ mẹ con tôi phải ra khỏi đây thôi. Xin lỗi tất cả mọi người. Khoan đã, cô cứ thuyết phục thằng bé thêm đi. Chúng tôi có thể đợi được thêm mà. Chuyến bay đã trễ quá rồi, sao bà lại nói chúng ta có thể đợi thêm? Chúng ta đã cho họ rất nhiều thời gian rồi mà. Không ai mong muốn như vậy cả, nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Chúng ta có thể hiểu và thông cảm với nỗi khổ của họ được không? Dù sao thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ, chúng ta có thể bao dung một chút, phải không nào? Bà cụ nói đúng đấy, hãy để cho cô ấy thêm chút thời gian xem sao. Chúng tôi sẽ đợi, không sao đâu. Cô hãy cố gắng thuyết phục thêm thằng bé đi. Này bạn Bon, tớ là Jimmy, chào cậu. Cậu lên đây ngồi với tớ đi nào. Tớ sẽ rất vui nếu được ngồi cùng cậu. Cô còn có cả bánh ngon nữa. Bon, cháu có biết trong chiếc bánh này có kem tan chảy rất ngon không? Chiếc bánh là phần thưởng cho bạn nhỏ nào ngồi vào ghế và thắt dây an toàn. Bon ngoan lắm. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. À, chào bà, mẹ con tôi thật may mắn vì trên chuyến bay lại có bà. Khi nãy trên máy bay, nhờ bà nói với mọi người nên mẹ con tôi đã được mọi người thông cảm. Cảm ơn bà nhiều ạ. Không đâu, tôi có giúp được cô gì đâu. Chúng tôi đều nhận được mẫu giấy này của cô tiếp viên tên là Flora đấy. Trước đây, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó chịu khi phải chờ đợi. Nhưng rồi đọc được mẫu giấy này, tôi nhận ra chúng tôi chỉ bị phiền hà có một chút thôi. Còn cô thì đã phải vất vả một thời gian rất dài với cậu bé này, nên hoàn cảnh của cô đang được mọi người cảm thông. Cậu bé không may mắc chứng tự kỷ, mong mọi người hãy thông cảm cho họ. Một thời gian sau. Chào cô Flora, rất vui được gặp lại cô. Hai mẹ con đã xong kỳ nghỉ và trở về nhà rồi đấy ạ. À, vâng, kỳ nghỉ rất tuyệt. Chúng tôi đã trở về nhà từ hôm qua. Cảm ơn cô về chuyến bay hôm trước. Chúng tôi đã làm phiền mọi người lắm phải không? Chỉ vì thằng bé... Không đâu chị, thằng bé là một phước lành. Tôi hiểu sự kiên trì và sức mạnh của chị khi chăm sóc cho cậu bé. Gia đình chị đáng nhận được sự thông cảm và hỗ trợ từ mọi người mà. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của cô. Thật ngại quá, vậy mà tôi đã từng cảm thấy phiền phức vì chuyện nhỏ nhặt không đáng có trước đó về bố của cô. Do buổi đêm ông thường đi ra ngoài và phát ra tiếng động từ chiếc gậy. Tôi biết là chẳng ai muốn thế, nhưng bố cô bị mộng du và thường đi ra ngoài buổi đêm theo vô thức. Cô nghĩ sao về việc sẽ lót đệm cao su vào đế của chiếc gậy? Cho dù ông cụ có đi lại thì cũng không phát ra tiếng kêu mà. Thật ngại quá, từ ngày mẹ tôi mất, bố tôi mới mắc chứng này. Nhưng
tôi không nói cho ông cụ biết, vì sợ ông cụ có cảm giác mình làm phiền tới mọi người. Chỉ biết đó, người già thường cả nghĩ, họ sợ họ là nguyên nhân gây ra sự phiền toái. Chính vì thế mà tôi đã giấu chuyện ông bị mộng du. Hả? Thật vậy sao? Ông cụ không hề biết mình bị mộng du à? Chính cây gậy phát ra tiếng kêu đó đã giúp tôi tỉnh dậy để đi theo bố, đảm bảo là ông được an toàn. Chị đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách khác khắc phục tình trạng này. Thời gian tới tôi cũng sẽ nói chuyện thêm với bác sĩ, mong rằng sẽ có cách khắc phục. Không có sao đâu. Giờ tôi đã hiểu, vấn đề của bố cô thật quá nhỏ, chỉ cần tôi đóng cửa sổ lại là được mà. Hóa ra, cảm ơn cô đã cho tôi những bài học về tình người, về lòng nhân ái và sự cảm thông cho những khó khăn của người khác. Sự nhân hậu và bao dung của cô thật đáng trân trọng. Tôi rất may mắn khi có một người hàng xóm dễ mến như cô. Dưới đáy nước. Hình như trời đã sáng rồi. Ôi, cái gì vậy? Cứu tôi với. Chỗ này nhiều ốc quá. Thật đáng sợ, phải làm sao bây giờ? Liệu chỗ này là an toàn chưa? May quá, cái cây này thật là tuyệt vời. Mình thật là may mắn. Cứ ở lại chỗ này, thế nào cũng được an toàn. Ở đây không an toàn chút nào cả. Cứ thế này, chẳng mấy chốc lũ chúng ta sẽ bị bắt hết thôi. Tớ không muốn bị bắt đâu. Cuộc đời vẫn đang còn tươi đẹp cơ mà. Chúng ta phải tìm cách gì bây giờ? Các cậu xem tớ này, chính nhờ bám vào chỗ này mà tớ đã thoát chết hôm nay đấy. Các cậu hãy tìm những cái cây an toàn như thế này mà bám vào. Lũ xíu có thông minh, tinh mắt đến mấy cũng chưa chắc phát hiện ra nơi này đâu. Thật vậy ư? Đúng là như thế mà. Ôi da. Ai giẫm vào tôi đấy? Ôi, tôi bị rớt ra rồi. Cậu không sao chứ? Sao cậu lại để tớ rơi ra chứ? Chính tớ đã tìm ra chỗ an toàn đó, và chính tớ đã nói cho các cậu biết cơ mà. Tớ không muốn để cậu rơi ra đâu, nhưng chúng tớ muốn được an toàn. Và việc cậu rơi ra cũng là tại cậu không bám chắc vào thân cây đấy chứ. Cậu cũng cố trèo lên đây đi. Cậu ốc xanh sao lại chen vào đây? Ở đây hết chỗ rồi. Thôi đi ra chỗ khác đi, chật chội quá. Nhưng mà... giờ thì mình gặp xui xẻo thật rồi. Giờ chẳng còn chỗ nào an toàn để mình trốn ở đó nữa. Ôi, chuyện gì thế nhỉ? Trời ơi, là lão Xéo. Lão Xéo! Không, lão Xéo sắp mò tới mình rồi. Làm sao đây? Sao hôm nay ít ốc quá vậy? Lũ ốc trốn đi đâu hết cả rồi? Không, rõ chán. Hay là lũ ốc đi đâu hết rồi? Lão Xéo bỏ qua mình sao? Mình sẽ kiểm tra lại chỗ này. Hôm qua đã bắt được khá nhiều ở đây mà. An tâm đi, ở đây an toàn lắm. Tụi mình sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Đây rồi. Trời ơi, bám chặt lấy. Hóa ra chúng mày tụ tập hết ở đây. May quá, ta đỡ phải đi tìm. Không xong rồi, cứu chúng tôi với. Mình thật quá chủ quan và ngốc nghếch, cứ nghĩ rằng nắp thế này là an toàn. Đúng là không nên quá dựa dẫm vào cái gì cả.
like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.